Chào các bạn quay lại với kênh Sabogamin. Sáng nay thì chúng ta đã khám phá Hồng Kông, một đất nước rất là hiện đại và xinh đẹp các bạn. Còn chiều nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Berlin. Chúng ta sẽ khám phá Berlin thông qua các phần chơi chạy marathon. Còn nhân vật thì lúc này chúng ta sẽ gặp lại một cô bạn mà trước giờ chưa có bạn nào yêu cầu luôn các bạn. Đó chính là Green, và mình sẽ sử dụng cái outfit này, Beso Surfer. Còn ván trượt thì hôm nay Green sẽ sử dụng một cái ván trượt đến từ Bangkok các bạn. Đó chính là cái ván trượt Sterco, cái ván trượt có cái hiệu ứng những cái bong bóng ở phía sau khi mà chúng ta lướt các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển đến phần Berlin. Đây các bạn ơi. Và trước khi khám phá Berlin thì mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé. Rồi, xuất phát thôi các bạn ơi.
Thank you.